Vâng, xin chào bác, chào anh em, chào mừng các bác quay trở lại kênh Quyết Audio. Các bác nhìn phía trước màn hình của chúng ta thì đang có những cái bộ mic rất quen thuộc không ạ? JBL-KMC10, một trong dòng mic giá rẻ thôi, hát karaoke gia đình, lắp vào cái loa kéo hát hay là vào những con vang, con âm ly đều hát được hết các bác. Hát rất nhẹ nhàng và êm ái cho bác anh em luôn. Và giá đánh rất là rẻ thôi, chưa đến 1 triệu đồng một em các bác. Chưa 1 triệu đồng nữa nhá. Giá thì các bác anh em có thể xem tham khảo trực tiếp dưới phần tiêu đề luôn. Hàng thì gần như là còn mới nguyên, nhưng mà đây là hàng gửi về cho thợ, nhưng mà bác không nhận và không phải là vì lý do là không ưng mẫu này hay là như nào đó mà không thể liên hệ được bác luôn, gửi xe quá. Em dạo này thì thực sự ra cũng gặp khá nhiều trường hợp mà bị bom hàng, không biết là thợ thật hay là nói là thợ cho vui thôi, hay là các bác anh em kiểu thợ như là nắp đồ, khách đặt thì lấy về, nhưng mà đến lúc mà khách người ta thực sự mua, người ta đổi ý chẳng hạn, và bác cộng lên cái giá nó cao quá, người ta không mua được, người ta bỏ thì các bác lại không lấy nữa, thì cái này bỏ qua vấn đề đó ạ. Hôm nay thì em đang có 5 em, nguyên một thùng của nó là một thùng của nó là 10 em cơ, nhưng mà bác lấy 5 chiếc thì em ok, em vẫn để cái giá rất hữu nghị cho bác, nhưng bác cũng chả thấy có thông tin gì là anh không nhận hàng cả. Đây hàng hoàn về đây. Hàng vẫn đẹp nhá. Nhưng mà cái này thì em chia sẻ với bác, anh em gửi xe thì có thể là gửi cái pin này được. Nhưng mà nếu như mà không gửi xe mà gửi có bưu điện hay bên Viettel thì những cái pin này bọn em sẽ phải bỏ ra nhé. Nó liên quan đến vấn đề phòng chống cháy nổ, mà bên em đã ký hợp đồng với bên đơn vị vận chuyển rồi. Nên là anh em về anh em chuẩn bị giúp em một cặp pin này chẳng hạn, cặp pin con thỏ ấy, pin 2A. Anh em về để anh em test khi nhận hàng cũng được hết. Đấy, còn cái pin này thì bên em xin phép bỏ ra. Em đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi, nhiều anh em không biết bảo là còn lấy chỗ ăn chặn của bác anh em cái cặp pin này. Đấy. Pin này chỉ test dùng được một lần thôi, dùng từ 3 phút đến 5 phút nào hết thôi. Cái này chỉ là pin test thôi các bạn. Nên anh em lưu ý giúp em nhá. Ở phía bên trong thì có đầy đủ phụ kiện cho anh em rồi, đến cái dâu liền rồi. Dây 6 ly này, nguồn auto vô chạy điện 110 hay 20 đều được hết. Đây là chống năng, hai tai mic đầy đủ, nguyên bộ của nó đấy. Nguyên bộ của nó luôn nhá. Và giá thì em thanh lý em để trực tiếp cho phần tiêu đề cho bác anh em tự theo dõi luôn. Anh em có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên em. Đấy, số điện thoại 0981058656. Có cả Zalo luôn. Và giá trên đó thì em sẽ bao ship luôn cho anh em rồi nhá. Em bao ship luôn cho bác anh em, nên các bác anh em đặt hàng thì các bác anh em chỉ cần gọi qua số điện thoại, nhắn địa chỉ qua bên em thôi. Bên em gửi hàng về cho bác anh em nhận hàng, kiểm tra đúng hàng, thanh toán, và sản phẩm vẫn được bảo hành 12 tháng bình thường. JBL-KMC10 nhá, gần như là hàng mới. Hàng mới 100% cho anh em luôn. Và các bác anh em xem video thì đừng quên ủng hộ cho em một like và đăng ký kênh các bạn.